Từ thời xa xưa, con người đã quan tâm đến yếu tố ngũ hành phong thủy và biết đến tác động ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng đến tài lộc, họa phúc, thọ yểu. Tuy nhiên, lại rất ít người biết rằng phong thủy có thể thay đổi, vận mệnh con người có thể hóa giải, những kiếp nạn có thể vượt qua, cơ hội có thể biết trước để nắm bắt nhờ vào sự dịch chuyển vận động của các nguồn năng lượng, quy luật của ngũ hành. Các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, hóa giải những thị phi xui xẻo. Và một trong những cách hiệu quả nhất mà các chuyên gia phong thủy đưa ra là lựa chọn sử dụng các vật phẩm trang sức phong thủy trợ mệnh cải vận. Các linh vật phong thủy không những giúp tôn lên vẻ đẹp cao sang quyền quý cho mệnh chủ mà còn có những tác dụng trong việc chiêu tài lộc, hóa giải những thị phi. Hiện nay, một trong những linh phẩm được các chuyên gia phong thủy khuyên sử dụng chính là linh phẩm Mai Hoa Phú Quý. Đây chính là linh phẩm hỗ trợ các gia chủ mang đến may mắn và thành công, đại cát, đại lợi. Mai Hoa Phú Quý được thiết kế vô cùng tinh tế, với phần bên trên là nút kết cát tường. Nút kết này tượng trưng cho hỷ khánh cát tường, chữ kết tượng trưng cho năng lượng, sự hài hòa và tình cảm. Hơn nữa còn tượng trưng cho sự vô tận kết bồ, kết nối mọi may mắn cơ hội cho những người sở hữu nó. Nút kết cát tường còn biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc và sự dài lâu. Người ta tin rằng sự hiện diện của dây kết cát tường sẽ thỏa mãn mọi khát khao của bạn trong cuộc sống. Linh phẩm Mai Hoa Phú Quý được kết hợp từ 5 đồng tiền mai hoa, được chính nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất Việt Nam tỉ mỉ chế tác. Nguyên liệu từ chất liệu đồng đỏ với những đường nét chạm khắc tinh tế, sắc sảo đến từng mm. Phủ lớp vàng 10K giúp linh phẩm càng thêm phần giá trị về thẩm mỹ. Đồng mai hoa 5 cánh được chạm hai mặt, một mặt là chữ tự thanh, một mặt là chữ tự hình, một mặt chạm ngũ tự gồm mệnh tức là số mệnh, thủ tức là người đứng đầu và quyền lực, phú chính là giàu có và quý chính là thăng tiến, trường chính là kiên định. Mặt còn lại chạm hình đào tiên, trưởng thọ, chim khách nghĩa là quý nhân cát tường, thỏi vàng chính là của cải, rơi chính là phúc và tuần lộc chính là lộc tài. Phần bên dưới là những sợi chỉ ngũ sắc. Các chuyên gia phong thủy nói rằng sợi chỉ ngũ sắc chứa đựng ánh hào quang của ngũ vật kim cương, năm phương đại vật đều chiếu vật quang, ánh sáng vàng chói của sự giải thoát. Tức là sợi chỉ ngũ sắc có thể đắc được ngũ phương kim cương đại vật bảo hộ thân mình. Đặc biệt, chỉ ngũ sắc có tác dụng trừ tà ma, đem lại cát tường và tạo phúc lạc cho mọi người. Đặc biệt, sản phẩm Mai Hoa Phú Quý của Phong Thủy Lộc Tài đều được các thầy trong Hiệp hội Tâm Linh Việt hỗ trợ bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ, bảo đảm sự gìn giữ tuyệt đối ý nghĩa và sự linh thiêng của pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý. Mai Hoa Phú Quý được sử dụng đặt trong kết sắt để nạp tài, hỗ trợ tích cực cho các gia đình trong việc thu hút tài lộc cũng như giữ chặt tài lộc không bị hao hụt cho gia đình. Mai Hoa Phú Quý được treo trước cửa nhà để hóa sát chiêu tài, hóa giải những thế xấu, những đen đủi do vị trí chạch đất mà ngôi nhà gây ra. Bạn cũng có thể treo Mai Hoa Phú Quý trên bàn thờ thần tài, đặt trên bàn làm việc, treo ở đằng sau ghế ngồi để hóa giải những thị phi, giúp gia chủ may mắn, an toàn, đồng thời kích tài lộc. Đặc biệt, Mai Hoa Phú Quý được rất nhiều gia chủ treo trên ô tô, giúp cho những chuyến xe của bạn được thuận lợi, an toàn, đồng thời may mắn thu hút tài lộc, hóa giải những điều xui xẻo mà bản mệnh không mong muốn. Mai Hoa Phú Quý hiện đã có mặt trên thị trường, được nghiên cứu và chế tác sản xuất duy nhất bởi Phong Thủy Lộc Tài. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và đặt hàng, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ vào số hotline của chúng tôi 0392 93 63 36.